Thiên Ngân gặp biến căng bị fan chỉnh đốn thẳng mặt, Mr. Nawaz chưa hết cay cú liên tiếp kiếm chuyện. Đăng quang Miss Grand Việt Nam 2022, Thiên Ngân trở thành một trong những nàng hậu có sức ảnh hưởng lớn tới fan sắc đẹp Việt, trong đó mỹ nhân sinh năm 2000 được khen ngợi sở hữu vẻ đẹp tự nhiên sắc sảo. Tuy nhiên mới đây, nàng hậu gốc Long An khiến fan sắc đẹp nước nhà không khỏi bất ngờ khi đăng tải khoảnh khắc đi tư vấn chỉnh sửa ngoại hình tại một cơ sở làm đẹp. Mới đây, một cơ sở làm đẹp vừa đăng tải khoảnh khắc chào đón Hoa hậu Thiên Ngân. Trong video, mỹ nhân sinh năm 2000 diện thiết kế tông trắng nền nã kết hợp cùng chiếc vương miện Miss Grand Việt Nam cao quý. Đáng chú ý, người đẹp còn tham gia tư vấn về việc điều chỉnh phần mũi. Theo đó, nàng hậu gốc Long An bày tỏ mong muốn thay đổi bộ phận này, song vẫn giữ được phần đầu mũi tự nhiên. Nhanh chóng, khoảnh khắc đi tư vấn thẩm mỹ của nàng hậu nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Phần lớn fan đều bày tỏ sự phản đối về việc người đẹp 10X đụng chạm dao kéo. Cụ thể, netizen cho rằng chiếc mũi tự nhiên của đương kim Miss Grand Việt Nam đã hoàn hảo và không cần phải can thiệp. Tuy nhiên, một số fan lại cho rằng Thiên Ngân chỉ tham gia với vai trò người đóng quảng cáo PR cho doanh nghiệp này. Sau đăng quang, Thiên Ngân có sự thay đổi lớn về khoảng sắc vóc. Tuy nhiên, những khác biệt này do đương kim Miss Grand Việt Nam sử dụng nhiều layout make-up khác nhau, từ ngọt ngào trong veo đến quyến rũ đều được người đẹp gốc Long An tự tin cân đẹp. Vì vậy, khi không có song phấn hỗ trợ, cô lại đốn tim fan bởi nhan sắc mộc mạc ngọt ngào. Hậu trở về từ Miss Grand International, người đẹp gốc Long An trở thành gương mặt được nhiều nhãn hàng thương hiệu săn đón. Cô liên tục tham dự các sự kiện lớn. Mới đây, cộng đồng mạng còn lan truyền thông tin người đẹp sẽ tham dự chương trình thực tế sau nhập ngũ. Điều này cho thấy độ phủ sóng của mỹ nhân sinh năm 2000 sau một tháng đăng quang Miss Grand Việt Nam. Sau khi cuộc thi Miss Grand International 2022 kết thúc, nhiều fan sắc đẹp không khỏi bất bình khi Đoàn Thiên Ân chỉ dừng chân ở top 20 chung cuộc. Mới đây, cư dân mạng còn lan truyền đoạn clip ghi lại khoảnh khắc ông Nawaz Isra Krisiu chia sẻ về lý do người đẹp Việt Nam trượt top 10 khiến nhiều người bức xúc. Cụ thể, chủ tịch cuộc thi Miss Grand International cho rằng Đoàn Thiên Ân không đáp ứng tiêu chí về mặt hình thể so với các thí sinh còn lại. Ông đánh giá Hoa hậu quê Long An có phần thân trên dài hơn phần thân dưới và phần hông to. Do đó, Nawaz Isra Krisiu cho rằng việc Thiên Ân dừng chân ở top 20 là một kết quả công bằng. Sau nhiều tranh cãi, sự việc ồn ào này đã dần lắng xuống nhưng fan sắc đẹp Việt vẫn luôn dõi theo Mr. Nawaz. Mới đây, thông tin về việc ông Nawaz đã yêu cầu các thí sinh từng tham gia Miss Grand International không được tham gia một đấu trường sắc đẹp khác, cụ thể là Miss Charm International, cuộc thi nhan sắc quốc tế do Việt Nam tổ chức, đang gây xôn xao cộng đồng fan nhan sắc. Trên mạng xã hội đã lan truyền một bức ảnh được cho là email của chủ tịch Miss Grand International gửi đến các đơn vị giữ bản quyền khu vực. Trong email có nội dung như sau: gần đây có một cuộc thi quốc tế mới nguồn gốc từ Việt Nam đã liên hệ nhiều hoa hậu cấp quốc gia của chúng tôi để tham dự cuộc thi quốc tế đầu tiên của Việt Nam. Chúng tôi muốn làm rõ rằng Miss Grand International không liên quan đến các tổ chức này và không ủng hộ các hoa hậu quốc gia có danh hiệu Miss Grand tham gia sự kiện này. Dù chưa rõ thực hư bức tối hậu thư, tuy nhiên việc ông Nawaz cấm cửa các mỹ nhân từng tham gia Miss Grand được dấy lên từ năm 2019. Thuở Miss Charm vừa được khai sinh tại Việt Nam, Eleni Gonzalez Cordero, Miss Grand Cuba 2019 đã từng nhận lời mời tham gia Miss Charm và hoàn tất hành trang lên đường chinh chiến, nhưng sau đó mỹ nhân này đã nói lời xin lỗi vì phải hủy bỏ ngang việc dự thi do vấn đề về hợp đồng. Trong năm đó, Eleni không hề đạt được thứ hạng nào của Miss Grand International, nhưng do cô đang đương nhiệm chức vị Hoa hậu Hòa bình Cuba nên vẫn chịu sự chi phối từ tổ chức này. Chưa kể đến, Á hậu 3 Miss Grand Indonesia 2019 cũng có dự định thi Miss Charm và ông Nawaz đã đe dọa rằng sẽ rút bản quyền của quốc gia nếu như cử Hoa Á hậu dự thi đấu trường này. Bên cạnh đó, cuộc thi Miss Charm cũng có động thái gây chú ý như tuyên bố sẽ không chấp nhận bất kỳ thí sinh nào có tiểu sử thi Miss Grand. Nhiều người còn cho rằng ông Nawaz tiếp tục yêu cầu các giám đốc quốc gia sở hữu bản quyền của Miss Grand không được cho phép các người đẹp liên quan đến Miss Grand dự thi Miss Charm là hành động vẫn cay cú khi bị fan Việt unfollow.